Hy vọng là họ sẽ có thể là một cái người mà truyền cảm hứng cho các bạn qua những cái câu chuyện rất là thật của mình. Hello, hello, hello. Welcome back to my channel. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Học. Và tài trợ cho cái video này đó chính là Ice Sparkling Water. Cái mùi là cái mùi coconut pineapple, là mùi dừa với lại dứa. Cái chai này thì chỉ có 5 calories một chai thôi, mà nó có vitamins, rồi không có fat, không là sodium, hay là không có gì hết, là 0000, everything zero. Mà tôi rất là thích uống cái mùi này, tại các bạn nhớ là hồi đó ở Việt Nam, nếu mà có ai mà có uống cái nước giải khát của công ty Trương Dương, các bạn, cái loại xá xị là cái loại xá xị họ thích nhất. Cái thứ hai nó gọi là kem soda đó, là cái chai nước màu vàng á, thì cái mùi này nè là y chang cái mùi kem soda luôn, mà cái này là không có đường. Nên bạn nào bên Mỹ hay là có biết được cái loại ice này thì muốn uống thử nha, nó có rất là nhiều loại. Hôm bữa họ có để trong cái video mà họ đi đi chợ đó, các bạn vô sale, bây giờ nó chỉ sale có 1 đồng một chai thôi. Rồi bạn nào mà có cùng sở thích như Hào là uống kem soda đó thì comment phía bên dưới nhà là bạn đã thử ai rồi, ý kiến của bạn như thế nào đừng quên để comment. Bữa giờ thì Hào làm rất là nhiều video và có rất là nhiều chủ đề, nhưng mà hôm nay là một cái tập mà Hào muốn ngồi đây và trò chuyện với các bạn, bởi vì có vẻ như là Hào cảm thấy là mình quen với cái camera này nhiều hơn, nói chuyện thì đỡ lắp bắp và lúng túng hơn. Đôi lúc vẫn còn trên những cái video, tại vì họ mới làm về cái thể loại này gần đây thôi. Bữa giờ thì họ ở nhà hình như là gần 1 tháng rồi các bạn ạ. Và thực sự là cũng bây giờ cũng không có dám đi đâu, tại vì hầu như là cái city nó lockdown, chỉ còn có bệnh viện với lại grocery store thôi. Nên các bạn cũng nên nhớ là ở nhà đừng đi đâu nhé. Nếu mà không cần đi đâu cũng không được gặp bạn bè, cũng không được gặp người thân luôn, nếu mà bạn không ở trong một gia đình. Vấn đề đây không phải là bạn không sợ bị bệnh nếu bạn trẻ, nhưng mà lỡ bạn lây nhiễm cho người khác thì đó là cái sự lây nhiễm của cộng đồng thì sao. Mà hôm bữa giờ ở nhà đó thì bắt đầu 8 giờ tối thì mọi người sẽ ra hú hét, như nói với nhau rằng là chúng ta đang trong một cái chiếc thuyền chung, nên là hãy cố gắng stay strong and be positive nha các bạn. Mà trong cái khoảng thời gian này nè, có thể rất là nhiều người rất là chán, nhưng mà thực sự các bạn ạ, mình nên lấy cái điều này là một cái điều may mắn, mà mình được ở nhà với người thân, bạn bè thì có thể nói chuyện qua điện thoại, thời gian cho mình là nhiều hơn. Đây cũng là một cái thời gian mà mình có thể suy nghĩ về cái bước tiếp theo mình làm gì, giống như hôm trước Hào nói cái video trước đó, social distancing này á, thì trong 2 tuần qua có những cái bài báo bên này nó đã nói rằng nhờ cái này mà cái khả năng lây nhiễm và cái số người bệnh đã giảm rất là nhiều, và cũng sẽ đỡ một phần cho những bác sĩ và y tá. Qua cái video này luôn, Hào muốn thật là cảm ơn đến những người mà làm về ngành y và đang phải đối đầu với dịch bệnh này và giúp đỡ cho rất là nhiều người. Hào có một cái người bạn làm bác sĩ bên này mà anh ấy là làm 2 tuần nay chỉ có được 1 ngày nghỉ thôi bạn các bạn ạ. Mà nhiều người họ biết cũng làm y tá hay là bác sĩ á, thấy họ tội lắm, đeo cái mặt nạ mà đến mức độ mà trầy luôn cả cái mặt, mà họ làm việc quần quật luôn. Nên Hào rất là cảm ơn các bạn, các anh, các chị, các cô, các chú làm trong ngành y. Thank you very much. Hào mới tìm được một cái video tập thể dục rất là hay của Jordan. Jordan gì đó, cái ông ấy là người anh ta là người châu Á đó. Hào sẽ để cái hình đó cho các bạn coi, như là bạn nào muốn tập thể dục ở nhà thì xem cái video này á. 15 phút mà tập đến phút thứ 12 là coi như là thở không nổi và chỉ muốn sụi thôi. Nó rất là nhiều mức độ khác nhau, nên các bạn muốn thì các bạn cứ tập và tập theo nhé. Hiện tại thì phần mỡ đã lên được một số đáng kể, nhưng mà hy vọng là bây giờ sẽ bắt đầu tập cái chương trình này mỗi ngày ở nhà thì sẽ không sao. Mừng hơn nữa nào, thực nói ra mừng thì cũng không đúng, tại vì cái apartment ở dưới Hào á thì mấy cái người đã dọn đi rồi, nên đó cho một cái phòng trống thôi. Nên thế là trên này mà cứ nhảy đùng đùng nên chẳng sao. Có mấy bạn hỏi là Hào có làm TikTok không, và xin thưa với các bạn rằng Hào sẽ không làm TikTok. Lý do vì sao? Tại vì hiện tại một ngày Hào spend cái thời gian của mình ở trên điện thoại quá nhiều rồi. Hào có nào là Facebook, rồi Instagram, rồi bây giờ tới YouTube nữa. Nếu mà thêm TikTok thì thực sự là không có quản nổi. Không phải là không quản nổi, nhưng mà không có muốn là mình sẽ bị đâm đầu vào những cái social media quá nhiều và quên đi những có thể làm những cái điều khác. Thực sự là bây giờ cũng chẳng có gì để làm, nhưng mà Hào cảm thấy là 3 cái social media nó đã quá đủ, chưa tính là Snapchat, mà bây giờ Hào cũng không dùng Snapchat luôn các bạn. Khi mà Instagram nó ra cái story đó
thì họ bỏ luôn Snapchat. Nên mà bạn nào mà chưa có subscribe cái YouTube của Hào thì nhớ subscribe nha. Ồ, sẵn đây nói luôn về cái project mà Hào vừa mới ra tập đầu tiên được mang tên là American Dream Chuyện Chưa Kể. Thì cái này là một cái dự án ấp ủ của Hào cũng lâu lắm rồi. Hình như là từ lúc mà Hào làm chuyển qua cái Facebook này. Cái vấn đề ở đây không phải là Hào muốn có thêm nhiều subscriber hay là nhiều view, mà nếu mà các bạn chưa xem thì các bạn nên xem. Là cái lý do mà Hào làm đó là Hào vì các bạn biết không, khi mà đi qua một định cư một đất nước ngoài, ngay cả qua Mỹ là cái đất nước mà hầu như Việt Nam mình đi định cư nhiều nhất. Và Hào thì là một cái người may mắn mà đi Mỹ. Nhưng mà khi mà đi qua bên này nó có rất là nhiều cú sốc, cũng như là rất là nhiều thứ mà mình không biết. Mà hồi đó Việt Nam đâu có ai kể cho các bạn nghe đâu. Các bạn chỉ thấy ở Việt Nam là đi người bên này mà đi về là rất là hào nhoáng, tiền là tung bay, thoải mái. Nhưng mà đâu có ai biết là cuộc sống bên này nó cơ cực như thế nào, rồi có biết bao nhiêu là điều lệ luật, hay là làm sao mà để có thể tồn tại và sống được cuộc sống ở Mỹ này. Đâu phải là Mỹ là thiên đường. Bởi vậy Hào nghĩ cái American Dream Chuyện Chưa Kể của Hào sẽ là một cái gì đó mà Hào muốn chia sẻ với tất cả cộng đồng người Việt của mình ở Việt Nam hoặc trên toàn thế giới. Thì lúc đó mà mình các bạn xem được và những cái gì mà Hào kể, cũng như là những cái tips mà Hào làm cho các bạn đó, thì hy vọng là những cái người mà chuẩn bị đi Mỹ, hay là có giấy tờ đi Mỹ, định chuẩn bị định cư ở Mỹ, hoặc là những người đang ở đây, qua đây lâu rồi giờ về Việt Nam như thế nào đó thì họ không biết, nhưng mà xem cái American Dream Chuyện Chưa Kể thì các bạn có thể thấy một phần nào mình trong đó và hiểu được thật sự cái cuộc sống này thế nào. Đồng ý là họ biết các bạn có xem những cái có được nhiều YouTuber ở bên này làm giống như là cuộc sống ở Mỹ, chắc chắn chưa có kể với các bạn 100%. Nhưng mà nếu mà các bạn xem cái series này của Hào thì Hào sẽ nói với các bạn 100% nó như thế nào. Mà nói cái điều này không có nghĩa là mình không biết ơn là mình đã qua đây. Hào nghĩ là đi qua Mỹ là một điều tốt, và nếu các bạn còn trẻ, rất là khó cho những người mà lớn như là ba mẹ của Hào. Thì nếu mà các bạn có nhớ là nếu mà chưa có subscribe thì subscribe và nhớ theo dõi nhé. Mà lúc đầu khi mà Hào làm YouTube, khi Hào trở lại với YouTube, Hào không có dám post lên Facebook, tại vì mắc cười là Hào bị mắc cỡ và lại bị bệnh ngại á các bạn. Thì mình giống như là Facebook của Hào thì những cái người mà biết Hào á thì cũng rất là nhiều, có phải là mấy trăm người, mà trên đó là cũng có những người mà đi làm với Hào nữa, họ là người Mỹ không à, post lên Hào đâu có biết tiếng Việt gì đâu, thì cũng thì kệ đi. Nhưng mà mắc cười nhất là post lên những cái bạn Hào á, cảm thấy giống như là bạn Hào nó thấy Hào ở ngoài đời hay là gặp mặt nào đó thì là một con người khác. Nhưng mà khi mà lên YouTube thì Hào là một con người khác. Thì đồng ý là Hào vẫn là chính mình đó, nhưng mà những cái mặt này nó sẽ chưa bao giờ thấy mình hết. Rồi khi mà post lên á, nó bấm xem hay là sao đó, cảm thấy rất là ngại. Mà mắc cười nhất đó là nhiều đứa cũng chưa bấm xem luôn, mà nó thấy cái tiêu đề thôi là nó đã cười rồi, nó đã để những cái comment rồi, nó không biết là coi cái gì. Nhưng một điều là sau này khi mà thấy ra đó là tụi nó càng comment thì cái feed trên Facebook của Hào nó càng trội lên, thì có nhiều người khác sẽ bấm vô và xem thôi. Minh chứng là hôm qua cái post vừa rồi thì đã vượt lên được rất là nhiều view trong vòng 20 tiếng, hình như bây giờ là 8 mấy view rồi. Thì sorry các bạn, là Hào một YouTuber mới nên đó là một cái điều động lực mới để làm. Tại vì so với những cái post trước thì đó là cái view nhiều hơn những cái post trước rất là nhiều. Thế là cho nên hỡi những anti-fan, mà giờ không có anti-fan, mấy đứa bạn của Hào thôi, hỡi những anti-fan kia, hãy tiếp tục comment và like. Càng các bạn càng tào lao thì cái bài post của Hào sẽ càng được popular. Thế là Hào đã không có việc làm cũng gần được một tháng rồi các bạn. Và hôm qua thì cái bảo hiểm nó mới gửi giấy về, rồi nó nói là bảo hiểm, đại loại là bảo hiểm của mày đã hết và mày sẽ bị kick out, có nghĩa là mày không có được cover cái bảo hiểm này nữa. Nhưng mà hơn một điều là cách đó mấy ngày thì Hào đã mua cái bảo hiểm mới. Hào cảm biết không, cái thời điểm bây giờ đó có rất là nhiều người bị kick out giống như Hào, không có bảo hiểm, rất là tội nghiệp họ. Mà nhiều người họ không có đủ tiền để mà có thể bảo hiểm. Như Hào có một cái người coworker đó là she là bị bệnh giống như là kỳ cục luôn á. Nếu mà khi she mà không có bảo hiểm á, coi là có thể she có thể chết á. Mà she là cái người là server, là cái người làm chỉ là người phục vụ cho cuộc đời của her. Thì cái serving là cái nghề của her. Mà bây giờ nếu mà her không có bảo hiểm là coi như là her xong. Nhưng mà hên là she xin được bảo hiểm. Chứ nhiều người á cũng tùy theo cấp độ, nên mọi người có nhiều người không xin bảo hiểm và cũng không có tiền để mua bảo hiểm, là chỉ có đường chết thôi các bạn ạ. Nhưng mà
cũng may là bên này nó cũng có một cái vài cái nơi mà bạn có thể như là cầu cứu hoặc là tìm cái giải pháp, nên cũng không đến nỗi nào. Bởi vậy nếu mà các bạn chưa xem cái tập mà báo lá cải của Hào nói về đợt trước thì các bạn nên xem nhé. Không có phải là những cái vấn đề nó cũng một phương diện thôi, mà báo thường là chỉ xoáy vào một phương diện mà để thổi phồng lên. Nên các bạn nhớ là phải nhìn vào mọi thứ. Nhất là người Việt Nam mình á, ở bên này cũng hay thích thổi phồng nhiều thứ. Không biết là những cái video trước có kể các bạn nghe về làm YouTube không nha, nhưng mà tự nhiên một cách đây một năm, đúng là gần một năm nữa, các bạn nổi hứng lên thế là làm YouTube. Mà cũng lúc đó chẳng biết là làm YouTube dễ hay khó. Rồi từ lúc mà nổi máu lên làm YouTube á, rồi học làm YouTube, rồi mua cái này mua cái kia, tốn cũng rất là nhiều tiền. Hơn là họ có cái MacBook á, là cho nó có iMovie, có Keynote nữa, thì các bạn có thể làm được những cái mà hình chữ chạy á. Là học cái đó là giống như là tốn mất mấy ngày luôn. Rồi khi mà làm rồi phải tốn rất là nhiều thời gian, tại các bạn phải xem rất là nhiều YouTubers họ chỉ thế nào, rồi xem họ làm ra sao, rồi mới đó bắt đầu áp dụng vô làm. Rồi iMovie là cả một cái quá trình luôn. Nhưng mà nếu các bạn xem thì các bạn có thể học và hiểu được thôi. Nhưng mà cái thực sự là khi mà Hào làm YouTube thì không biết là YouTube là một cái kỳ công, và đó là một cái full time job. Đó tại sao mà bạn phải cần rất là đầu tư thời gian, tâm tư, tình cảm. Khi mà làm một cái tập YouTube á, là không phải là bạn chỉ ngồi mà nói trước camera đâu. Thì cũng có nhiều người nổi tiếng hay là YouTube của họ như vậy, không biết tại sao. Nhưng mà những cái content là những cái nội dung mà phải vắt óc suy nghĩ là dùng chất xám á, thì không có dễ dàng chút nào hết á. Bởi vậy chưa tính á, là miệng đời ác nghiệt nữa. Post lên một cái lỡ mà nó không thích một cái, nó vô nó comment á, tào lao, bậy bạ như này nọ, thì cái tiếng xấu nó sẽ đồn xa, mà tiếng lành thì nó đồn không có xa cho lắm. Là vậy á các bạn. Giống như là đã nói là làm cho đã cái nư rồi, sau này già, lúc mà già ngồi nhìn lại thì nói ồ, thì mình cũng không có phí thời gian trong tuổi trẻ, mình cũng dám thử cái này làm cái kia, để rồi mình có một cái thành quả. Có thể là nó sẽ không thành công, có thể nó thành công nhưng mà mình có cái gì đó cho mình. Và các bạn biết là biết đâu sau này mình qua đời rồi cái YouTube mình lại nổi tiếng, giống như mấy cái người hội họa đó, vẽ đẹp cho quá trời, nó nổi tiếng đâu, tới lúc mà mấy người đó nằm xuống đó, thì bắt đầu tranh bán lại là cả triệu đô. Họ không nghĩ là mình sẽ là một cái người influencer, nhưng mà họ nghĩ là họ hy vọng là họ sẽ có thể là một cái người mà truyền cảm hứng cho các bạn qua những cái câu chuyện rất là thật của mình. Tại vì influencer thì có vẻ hơi quá. Có thấy nhiều bạn á, họ quay được những cái video như là đi làm, đi đây đi đó, đi này nọ. Nhưng mà nếu như mà sau cái đại dịch này trở lại đó, thì sau cái đại dịch này mà qua đó, thì các bạn biết là một ngày của họ nó cũng như có bao nhiêu đó, nó lặp lại trong vòng 5 ngày thôi. Đó là dậy, đi ăn sáng, đi tập gym, đi về ăn trưa rồi đi làm. Đó là công việc của Hào. Nhưng mà nếu mà qua cái dịch này mà Hào đi học một cái khác thì có thể là sẽ có nhiều thứ hơn, và có thể sẽ quay ở ngoài cho các bạn coi nhiều hơn. Nhưng mà cái YouTube của Hào thực sự là nói nhiều hơn là các bạn sẽ thấy nhiều hơn. Tại vì không biết nữa, Hào có thể là Hào chọn đi một cái con đường nó khó hơn là các YouTuber khác. Giống như ông bà mình có câu là liệu cơm gắp mắm nha các bạn, thì Hào có cái gì thì Hào offer cái đó thôi. Một cái điều đáng buồn đó là cái vacation tháng 4 này của Hào thì đã chính thức cancel. Những cái khách sạn thì coi như là đã mất toi tiền, và airlines thì đang đợi lấy tiền lại. Nhưng mà hiện tại là các airlines và những cái ngành, những cái trang web giờ về dịch vụ đó rất là bận rộn, nên nó khuyến cáo là nên gọi nó là thế nào đó trong vòng 72 tiếng trước khi mà cái giờ bay của bạn. Mà thực sự là bữa giờ là có email nó luôn, rồi email qua lại rồi, mà một cái email đợi tới cả 2 tuần nó mới trả lời lại các bạn à. Nên thực sự là bảy tay là đúng lịch là họ sẽ bay rồi, bây giờ hôm nay là ngày 3 thì còn 4 ngày nữa, mà hiện tại là những cái airline chưa có trả lời trả vốn gì hết. Nên không biết là có bị mất tiền không, mà hy vọng là không mất tiền. Nếu mà bạn nào làm airline hay là làm về những cái thông tin dịch vụ này, các bạn nhớ để comment cho Hào biết nha, để bớt lo. Chứ thực sự là đợt này đi Việt Nam Hào dùng hết những cái points. Các bạn biết là bên này mình có thể dùng credit card đúng không? Khi mà xài credit card thì bạn sẽ tích được điểm. Hào đã dùng hết tất cả những điểm trong vòng 1 năm qua đó. Hào book cái flight cho cái trip này. Đó mà lỡ mà mất luôn hết tất cả những điểm trong vòng 1 năm thì chắc là tức chết các bạn. Rồi hôm qua thì cái người mà chủ của cái công ty của Hào đó là viết một cái bài ở trên một cái tờ báo bên này và nói rằng á là cái công ty nó đã broke, có nghĩa là đã nghèo á, là giống như là không còn tiền. Thì nếu như mà có mở cửa lại đó thì chắc
chưa chắc chắn là 50% cái tất cả nhà hàng nó sẽ mở cửa lại, nên hiện tại thì Hảo đang chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch là mình sẽ đi kiếm cái gì để khác để học. Thì Hảo cũng đã biết Hảo sẽ muốn học cái gì rồi, nhưng mà thật sự là cái material, là cái chất liệu mà Hảo muốn học về cái ngành đó cảm giác rất là khô khan. Mà con người của Hảo rất là sôi nổi thì không biết là có hợp hay không, nhưng mà có vẻ như là rất là thú vị. Nên bây giờ chắc chắn là nếu mà cái dịch này qua thì chắc chắn là sẽ không có, không phải là mình không hy vọng, nhưng mà Hảo cảm giác như là Hảo muốn đi là học cái gì khác, làm một cái gì khác các bạn ạ. À, giống như đây là một cái thời điểm chính xác mà đã quyết định cho mình là, giống như ông trời nó quyết định cho mình luôn là mình nên thay đổi đi. Thì Hảo nghĩ là các bạn cũng có thể cảm thấy là một cái sự thay đổi không? Nếu như những bạn nào mà đang muốn đổi chỗ làm, đổi hướng, đổi nhà, đổi tất cả mọi thứ, thì đây là cái thời gian mà mình có thể tập trung và suy nghĩ là coi nên mình làm một cái quyết định thật là đúng đắn và suy nghĩ thật kỹ, tại vì bạn có tất cả những thời gian bạn cần, coi mình có nên đổi cái gì không. Còn những bạn nào mà đang có job rồi thì các bạn rất là may mắn và các bạn nên giữ cái job của mình và tiếp tục cố gắng, tại vì ít nhất là bạn còn vận động, bạn còn làm ra tiền và bạn có thể trang trải cuộc sống đỡ hơn là những người mà không có khả năng. Như là nhiều lúc mà ở bên này thì Mỹ thì cái xã hội, tức lợi xã hội gì đó, không nhớ, social của nó rất là tốt. Ngồi ở đây mà bây giờ nói, bữa giờ cứ thấy là, nhớ là các bạn biết không, tội nghiệp những cái người mà người ta bán hàng rong mà. Ví dụ như là những người bán vé số, bán hàng rong, những người mà ở tỉnh lên đây họ kiếm sống mưu sinh bằng hàng ngày đó, thì cái tiền đó là họ rồi, bây giờ chính phủ dẹp hết rồi họ làm cái gì. Mấy người đó là mấy cái người mà tội nghiệp nhất các bạn. Mình là còn trẻ, mình còn có khả năng, còn có gia đình thì không sao. Mấy cái người mà làm vậy là rất là tội nghiệp, mà nghĩ mà xót, đó là xót. Mà bây giờ giống như là Hào cũng muốn, Hào thì hay có làm từ thiện với lại cái con bé em của Hào bên Việt Nam, nhưng mà bây giờ thì bên này là không có đi đâu được, nên là không có gửi tiền về được. Mà cũng giờ nó không biết nó có làm hay không, bữa có hỏi thì hình như là không có làm, nên là rất là uổng. Nếu như mà thực sự nếu mà Hào có gửi tiền về được mà có thể làm từ thiện, Hào cũng muốn gửi giúp những cái người ở Việt Nam như vậy, tại vì tội nghiệp họ lắm, cứ nghĩ đi. Và video đến này cũng đã hết rồi, nếu các bạn yêu thích video này đừng quên để nút like. Hoặc là nếu bạn chưa có subscribe YouTube của Hào thì ở bên góc phải màn hình các bạn sẽ có góc phải màn hình các bạn sẽ có cái nút để subscribe. Đừng quên để lại những comment cho Hào, chia sẻ ý kiến của các bạn. Nếu bạn có cái gì được góp ý thì cũng để luôn. Đừng quên là theo dõi cái series mới nhất của Hào, đó chính là American Dream, chuyện chưa kể sẽ được kể tất tần tật và tuốt tuần tuột tất cả mọi thứ. Ok, bye, chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Quên là nhớ là giữ social distancing nhé, ở nhà nhé, không có việc gì không ra đường nhé, ra đường phải nhớ là cẩn thận, về nhà phải rửa tay, và rửa tay.